Hello cái bồ, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái chủ đề về những cái vị tướng pháp sư anh em nhá. Nhưng mà Mỡ sẽ không phân cấp vị tướng pháp sư ở rank nào của mùa giải hiện tại nữa, bởi vì bây giờ mới chỉ là giai đoạn đầu mùa giải mà thôi. Thay vào đó, Mỡ sẽ phân cấp cũng như là chia sẻ dành cho anh em newbie cách sử dụng 25 vị tướng pháp sư này đi đường nào ở meta hiện tại mùa giải thứ 30. Thì ở thời điểm hiện tại Mỡ đã chia ở trong game tổng cộng đó là 5 loại đi đường và 5 loại vai trò. Thứ nhất là mid thuộc dạng thủ nhà đẩy đường, thứ hai là mid đảo đường đi gank, thứ ba là mid là phải đi farm kéo lết, thứ tư là mid nhưng mà lại đi rừng, và thứ năm là cái loại mid nó không giống với 4 cái loại trên và dĩ nhiên là nó không đi mid anh em ạ. Đấy, thì mết ở đây là gì? Mết ở đây là viết tắt của pháp sư anh em nhá. Đó thì mọi có thể gọi là sửa luôn thành pháp sư để cho anh em gọi là đỡ bỡ ngỡ. Đấy, mong anh em thông cảm bởi vì cái ô này nó hơi bị ít tách. Cho nên là mỡ thay vì viết pháp sư thì mỡ dùng pháp sư anh em ạ. Đấy. Đấy, tôi sẽ sửa hết cái ống này anh em ạ. Để cho anh em gọi là có cho mình đó là một cái hiểu rõ hơn, chứ không anh em gọi là tốt mỡ lại chơi theo kiểu tiếng Anh, tiếng Việt. Ok chưa ạ? Pháp sư thủ nhà, pháp sư đảo đường, pháp sư farm, pháp sư đi rừng và pháp sư như công đi mấy. Ok, let's go, bắt đầu video clip nào. Ok, let's go. Đầu tiên ý, thì chúng ta sẽ bắt đầu với con Elite. Thì nhiều anh em sẽ nghĩ là cái con Elite này nó sẽ làm cái vị tướng pháp sư nên đi mid bởi nó tích stack đúng không anh em? Và nó làm vị tướng lết nữa, cho nên là nhiều anh em sẽ để nó ở mục này hoặc là ở mục này. Mà thật ra là rank thấp thì mới như vậy thôi anh em ạ. Còn ở trong những cái trận đấu rank cao ấy thì cái con Elite này thường nó sẽ là đi đường kinh nghiệm, nó không đi mid đâu anh em ạ. Và cái vai trò của nó sẽ là đi chặn lính để mà có được cho mình đó là cái kinh nghiệm sớm để mà đi tham gia giao tranh. Chứ bây giờ đi mid để lấy một vài stack cộng dồn với Elite thì nó không cần anh em ạ. Nó sẽ cần cái việc mà có được cái level sớm, và dĩ nhiên là nó cũng sẽ cần đến cả cái việc nó có stack nữa. Cho nên thường ở trong những cái trận đấu rank cao anh em sẽ rất thấy cái con Elite này nó đi chặn lính và được kinh nghiệm để mà nó có được cái level sớm, và con đó nó sẽ mạnh sớm anh em nhá. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với cái vị tướng thứ hai, đó chính là cái vị tướng Nana. Nana là một cái chất tướng mà anh em hoàn toàn có thể xếp nó vào cái vai trò đảo đường đi gank hoặc là pháp sư thủ nhà đi đẩy đường. Thì cá nhân Mỡ cho rằng là cái con Elite này thì anh em quên mất cái con Nana này thì Mỡ nghĩ là nó sẽ phù hợp nhất ở cái vai trò thủ nhà cũng như là đẩy đường. Bởi vì bộ kỹ năng của Nana dọn lính nhanh, nhiều khống chế, vì thế cho nên nó không những đẩy đường tốt mà nó còn đảm nhiệm được cái vai trò đánh nhau và tham gia giao tranh rất là ok là. Thì ở giai đoạn đầu game anh em có thể pick Nana để mà đi đẩy đường, thi thoảng đến mấy con Bonilla ở bụi để check và cố gắng farm được có đồ sớm, có được cái level 4 sớm. Thì khi đó chúng ta bắt đầu mới có thể gọi là đi hỗ trợ giao tranh tổng cùng với đồng đội. Chứ cái con này đi gank đơn thì cá nhân Mỡ cho rằng ở giai đoạn đầu game nó không có đủ đam cũng như đủ đồ đâu anh em ạ. Rồi ok, chúng ta sẽ có một cái vị tướng tiếp theo, đó chính là cái vị tướng YV. Thì YV cũng là một trong những cái vị tướng có thể đào đường đi gank nhưng mà nó lại thiên về thủ nhà và đẩy đường anh em ạ. Bởi vì bộ kỹ năng của YV là nó thiên về khả năng giao tranh tổng và kèm theo đó là gây sát thương ở một cái phạm vi rất là lớn, một cái phạm vi có thể nói là AOE, tức là một cái giao tranh lớn đấy anh em. Nhưng mà khả năng đẩy đường cũng như là khả năng dọn lính của YV về cơ bản là nó cũng khá tốt, và khả năng thủ nhà của YV cũng ổn. Bởi vì anh em tưởng tượng nhá, ở trong những cái đợt công nhà mà kẻ địch định lao vào nhá, YV đập bàn cờ ra phát là không đứa nào dám bước vào trong cái bàn cờ đấy của YV luôn. Nó kinh khủng đấy là như vậy. Mặc dù đam không nhiều nhưng hiệu ứng khống chế của YV và bộ kỹ năng hồi chiếu nhanh giúp cho YV thủ nhà đẩy đường cũng như là tham gia giao tranh rất tốt. Ok, tiếp đến là Valentina. Thì Valentina ở thời điểm hiện tại dĩ nhiên là cái vị tướng này đi mid rồi, và chắc chắn là Valentina nó sẽ thiên về cái xu hướng đảo đường đi gank. Tại sao lại như vậy? Bởi cái con Valentina này nhá, ngay từ level 2 là nó đã có thể có giao tranh được rồi. Đấy, Valentina thì nó có tới hai cái cú lướt đến từ cái skill 2. Kèm theo đó nếu như mà anh em kích được hai lần chiêu 1 thì kẻ địch nó sẽ bị hoảng loạn, và là hoảng loạn đa mục tiêu, gây sát thương thêm nan quạt mà anh em đến từ chiêu 1 ý. Đấy, vì thế cho nên là chắc chắn với Valentina thì ở giai đoạn đầu game nhiệm vụ của anh em sẽ là dọn lính thật nhanh ở đường giữa bằng cái bộ skill của mình. Nhớ lên chiêu 1 nhá, hoặc là anh em lên chiêu 2 cũng được. Và sau đó anh em sẽ đi đảo đường thật nhanh để đi ram hỗ trợ cho đồng đội với cái hiệu ứng khống chế này. Ở Valentina thì được cái đánh nhau rất tốt ở giai đoạn đầu game, mà cố gắng lên được cái level 4 đến từ vị trí của YV là anh em có thể cướp được cho mình những cái skill xịn sò của team bạn trong cái bối cảnh mà chưa chắc cái thằng đấy nó đã có được cho mình đó là cái chiêu cuối, kiểu như bọn tanker như là Atlas át lùm này đúng không, xong rồi kiểu như là Eudora hay là kiểu mấy cái ulti mà kiểu đam to ấy, thì Valentina đầu game rất ngon anh em ạ. Rồi tiếp đến là Xavier.
Xavier, cái vị tướng này thì ở giai đoạn đầu game dĩ nhiên là nó đi mid, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ là một cái vị tướng nó theo thiên hướng farm kéo lết, nhưng mà mỡ cho rằng là mỡ vẫn sẽ để nó ở cái xu hướng pháp sư thủ nhà đẩy đường. Bởi vì bộ kỹ năng của thầy 1/2 có thể nói là mang đến một cái khả năng đét đường cũng như là đẩy đường rất là ổn áp. Bởi vì là bộ kỹ năng của Xavier giai đoạn đầu game đúng là nó chẳng có gì ngoài cái việc thủ nhà với cả đi đẩy đường cả anh em ạ. Đấy, để phải đến tầm giữa và đến cuối game anh em có đồ thì lúc đấy anh em mới có thể đi tham gia giao tranh và đánh nhau với team. Và đôi khi anh em đánh nhau với team là anh em đánh nhau từ rất xa luôn, chứ anh em không phải đứng ngay ở trong cái tình huống giao tranh đấy để mà anh em đánh nhau. Bởi vì cái tầm thi triển của con Xavier này bình thường nó á xa, ulti của nó lại còn toàn bản đồ cơ. Đấy, nhưng mà anh em lưu ý là cái con Xavier này đôi khi anh em cũng có thể xếp nó vào cái vị trí kéo lết nhá. Bởi vì con Xavier nó là một cái vị tướng pháp sư thiên về late game, cần rất nhiều đồ anh em ạ. Rồi ok, chúng ta sẽ có tiếp theo là Eudora. Eudora chắc chắn là pháp sư đảo đường cũng như là đi ganh rồi. Bởi vì cái sức mạnh của Eudora là nó rất mạnh ở giai đoạn đầu game, đến giữa game nó sẽ hơi yếu một tí, và đến cuối game là cái vị tướng này nó sẽ theo thiên hướng khống chế và dồn đam lên những cái mục tiêu máu mỏng thôi. Còn những cái đứa nào mà kiểu đấu sĩ trở lên đến tanker ấy, khi mà tụi nó đã có được cho mình đó là cái khiên thần, mà thậm chí là cái tụi máu mỏng nó có khiên thần, là cái đam của con Eudora này nó rất là phế. Cho nên là ở giai đoạn đầu game anh em chơi con Eudora này là nhiệm vụ của anh em đó chính là đè đường giữa và dọn lính thật nhanh. Nếu như mà đường giữa của team bạn đánh hèn ý mà anh em dọn lính nhanh xong rồi, anh em hãy đảo đi những cái đường khác để mà tận dụng cái bộ combo chiêu 1, chiêu 2, và sau khi có level 4 là thêm cả cái chiêu cuối nữa để mà kết liễu cũng như là gây sát thương lên team bạn, và có đó giúp team có được cái lợi thế ở giai đoạn đầu game. Ok, tiếp đến là cái vị tướng God. Thì God đây cũng là một cái vị tướng mà nó thuộc vai trò đó chính là thủ nhà cũng như là đẩy đường. Và cái vị tướng này cũng đi gank được luôn. Khi mà cái vị tướng này có được những cái tình huống ném bi gây choáng từ tầm xa rất khó chịu, kèm theo đó là cái chiêu thứ hai đặt ra một cái vùng từ trường để gây sát thương. Anh em nên nhớ ở giai đoạn đầu game cái con God này này, anh em chỉ cần đặt một vùng từ trường duy nhất thôi là nguyên một đàn lính là nó đã bị xóa sổ mất rồi. Khả năng thủ nhà và đẩy đường của cái con God này nó gọi là cực kỳ uy tín và rất là khỏe luôn. Thi thoảng cái con God này ở trên rank cao như là rank bách chiến mỡ đang chơi nhá, vẫn được pick rất là thường xuyên. Ở cái con God này nhá, ưu điểm là gây sát thương tầm xa, có khống chế và có khả năng gây sát thương chuẩn. Và nhược điểm duy nhất của cái con God này là gì anh em? À, nó có hai nhược điểm. Một là thiếu cơ động, và cái thứ hai là cái con God này cần phải thi triển kỹ năng định hướng nó chuẩn chuẩn một tí thì nó mới khỏe. Rồi tiếp đến là Kagura. Thì Kagura là một cái vị tướng pháp sư thiên về đảo đường và đi ganh anh em nhé. Bởi vì cũng giống với Valentina, cũng giống với cả Eudora, thì cái con Kagura này thì cái bộ combo của nó cũng có chóa anh em ạ. Và nó cũng rất mạnh khi mà Kagura có được cho mình đó là cái level 4 luôn. Cho nên ngay từ level 2 sau khi dọn xong cái đợt lính đầu tiên là anh em đã có thể đảo đường để tận dụng cái tình huống để ô làm chậm kèm làm choáng khi mà anh em dùng skill 2 để mà hỗ trợ cho đồng đội rồi. Đến level 4 là Kagu anh em sẽ không thể nào đứng ở lane được, mà anh em sẽ phải đi rình dập con cá mập để mà dồn combo hai cái chiêu cuối của mình ở dạng có ô và dạng không ô để mà kết liễu đi được kẻ địch. Cầm Kagu mà cứ đứng lì ở lane là không ổn rồi anh em ạ. Nhớ phải đi đảo đường, đi ganh và đánh nhau đấy. Rồi tiếp đấy là chúng ta sẽ có Cyclops. Có Cyclops chắc chắn là một trong những cái vị tướng pháp sư farm và kéo lết, anh em hiểu không ạ? Và cái điểm ưu điểm cũng như là cái cách chơi dễ nhất của Cyclops ở thời điểm hiện tại đó chính là thiên về đi rừng. Đấy, bởi vì là cái con Cyclops này nó sẽ cần một cái khoảng thời gian tích lũy được cho mình cái lượng kinh nghiệm cũng như là cái lượng đồ lâu nhất có thể. Và bên cạnh đó là cái con Cyclops này nó cũng xài rất là hao mana. Mặc dù ở trong những cái bản cập nhật gần đây là cái con Cyclops này nó đã được giảm đi cái lượng mana cần tiêu tốn khi mà dùng chiêu 1, chiêu 2 rồi. Nhưng nếu như mà anh em để cho cái con Cyclops đi rừng này, nó có bùa đỏ cũng như là cái bùa tím ý, thì khả năng thả diều và cái lượng mana tiêu tốn của nó còn ít đi rất là nhiều. Thả diều là đến từ bùa đỏ, và cái giảm cái lượng mana tiêu tốn và giảm thời gian hồi chiêu là đến từ bùa tím. Thì cái con Cyclops này nó sẽ rất mạnh ở giai đoạn giữa cũng như là late game. Nhưng đầu game nó khá là yếu anh em nha. Cho nên nói là đi rừng nhưng mà chúng ta cũng không thể đi đánh nhau được đâu. Chúng ta phải ưu tiên vào cái việc farm anh em nhá. Rồi tiếp đến là dĩ nhiên rồi, đó chính là cái vị tướng Aurora. Aurora dĩ nhiên là phải đi đường giữa. Và cái con Aurora này nó có một cái lối chơi tương đối giống với Eudora, nhưng có phần khó hơn. Bởi vì không phải lúc nào nó cũng có làm choáng, và nó sẽ cần phải tích lũy cho mình đó là stack để mà làm choáng. Thì sắp tới ở trong máy chủ thử nghiệm thì Aurora nó sẽ được sửa lại theo cái hướng vẫn là đảo đường đi ganh, nhưng mà là gây sát thương theo thời gian chứ không còn là burst dam giống như là ngày xưa nữa. Cái lối chơi của nó sẽ khác Eudora hoàn toàn, nhưng về cơ bản vai trò vẫn là đảo đường để mà đi ganh. Cho nên là anh em vẫn có thể chơi cái con Aurora này ở giai đoạn đầu game, giống như Valen, giống như Eudora và Kagura anh em nhá.
Rồi tiếp đến là vị tướng vị tướng Vạch Sa Na. Thì mỡ nghĩ là cái con Vạch Sa Na này ở cái vai trò này nó nên thêm một cái role nữa, đó chính là cái giao tranh tổng. Đấy, nó nên thêm một cái role nữa là giao tranh tổng. Bởi vì những cái vị tướng pháp sư như Nana, YV, Xavier, God và kèm theo đó là Vạch Sa Na, nó đều là những cái vị tướng pháp sư thiên về giao tranh tổng luôn. Ở Vạch Sa Na có là gì? Khả năng dọn lính rất nhanh đến từ nội tại, khi mà anh em dùng chiêu 2 xuống, anh em bùm cái phát chiêu 2. Sau đó đợt lính nó còn tí tí nói anh em chỉ cần bắn nổ một con đầu tiên thôi là những cái con còn lại nó sẽ bị kích nội tại, nó nổ bùm 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 nổ đam tiếp theo luôn. Nên là khả năng dọn lính của Vạch Sa Na ở đường giữa là rất nhanh. Bên cạnh đó là Vạch Sa Na nó có hai yếu khống chế rất khó chịu, đó chính là hoảng loạn và kèm theo đó là hất tung. Và cả hai cái này đều là hiệu ứng phạm vi. Đấy, hoảng loạn thì hoảng loạn thằng đầu tiên, thằng đứng cạnh nó đứng xung quanh nó cũng sẽ hoảng loạn lây sau một khoảng thời gian. Và hiệu ứng chiêu cuối là hất tung phạm vi. Vì thế nên cái con Vạch Sa Na này nó được đánh giá là pháp sư thủ nhà và đẩy đường rất ngon, và giao tranh tổng cũng rất ổn. Đưa team bạn vào thế đang là 5v5 thành 6v5 luôn, bởi vì ulti của Vạch Sa Na là tạo ra thực thể mà. Ok, đến với vị trí tiếp theo là Herlay. Thì Herlay ngày xưa nó là pháp sư nhưng bây giờ nó là sát thủ rồi, cho nên là đáng nhẽ ra là nó không có trong danh sách này. Mỡ xin lỗi, mỡ đã đưa nhầm nên là chúng ta sẽ không tính nhá. Chúng ta sẽ tính đến tiếp theo là em Odin. Thì em Odin đây là một trong những cái vị tướng pháp sư nó thiên theo cái xu hướng, đó chính là đảo đường đi gánh. Bởi vì là bộ kỹ năng của cái em Odin này nó vừa có thể có tính chất thủ nhà đẩy đường cũng như là giao tranh tổng, nhưng ở giai đoạn đầu game Odin nó cũng có những cái hiệu ứng khống chế của riêng nó, và kèm theo đó là cái sát thương đến từ chiêu cuối của nó cũng rất đau và rất to. Vì thế cho nên là nếu như mà anh em chơi Odin thì cái nhiệm vụ của anh em cũng giống với những cái vị tướng pháp sư ở cái vị vai vai trò này, đó chính là anh em hãy dọn lính thật nhanh và sau đó anh em đi đảo đường. Nhưng tuy nhiên là cái con Odin này đi đảo đường ở giai đoạn đầu game nó hơi khó, bởi vì cái kỹ năng khống chế, kỹ năng trói chân của cái Lam Toàn Phong đến từ cái skill 2 ấy, thì nó đang hơi khó dừng, bởi vì cái tốc độ bay nó chậm và cái khoảng cách bay của nó hơi ngắn. Nhưng mà cái con Odin này nó cũng rất là khỏe ở giai đoạn đầu và giữa game, nên là nhiệm vụ của anh em là sẽ cần phải dọn lính thật nhanh, và sau đó anh em sẽ cần phải có được cho mình đó là cái level 4 để mà đi đánh nhau giống như là những cái pháp sư đảo đường và đi gánh khác anh em ạ. Với Zard thì nói thật với anh em, Zard thì ở thời điểm hiện tại nó cũng là một cái vị tướng pháp sư anh em có thể để cho nó đi đường giữa, hoặc là lý tưởng nhất ở thời điểm hiện tại anh em sẽ thấy phổ thông, đó chính là một cái vị tướng pháp sư không đi mid và đi đường kinh nghiệm là chính. Nhưng mà cái con Zard này ở thời điểm hiện tại xin được nhấn mạnh lại với anh em là nó ao bố, nó meta rồi nhá. Đấy, vì thế cho nên anh em nào mà có đam mê chơi Zard thì chắc là anh em chỉ chơi được ở rank tầm thấp thôi, đừng chơi rank cao. Bởi vì con Zard này thứ nhất vừa khó chơi, cái thứ hai nó có khống chế nhưng khó dùng, và cái thứ ba là nó khó vào giao tranh, và cái thứ tư là cái cách dồn sát thương của cái con Zard này mình không có control được, mình không có điều khiển được, bởi vì cái con thực thể khi mà chúng ta chui vào là cái con thực thể nó bắn tùm lum anh em ạ, chứ chúng ta không điều chỉnh để cái con thực thể là nó bắn được đâu anh em nhá. Rồi tiếp đến là Fasa. Fasa là một cái vị tướng dĩ nhiên rồi, là pháp sư đảo đường đi gánh, nhưng anh em thích nó xếp thành pháp sư thủ nhà và đẩy đường cũng đều ok la luôn. Bởi vì ở cái vị tướng Fasa này, cái bộ kỹ năng của nó dọn lính là rất nhanh, tầm thi triển của skill là rất xa, cho nên là khả năng thủ nhà đẩy đường giao tranh tổng đi gánh đầu game ở Fasa có thể nói là một cái vị tướng pháp sư thuộc dạng khá. Fasa giống như là kiểu một học sinh tiên tiến vậy, cái gì nó cũng đều, nó không có cái gì bứt lên hẳn anh em ạ. Chính vì thế cho nên là ở meta này nó có đâu có được lựa chọn lắm đâu anh em. Đấy, nhưng mà anh em thích chơi với Fasa thì vẫn được anh em ạ. Rồi tiếp đến là chúng ta có Valir. Ui, dĩ nhiên rồi anh em, Valir phải là một cái vị tướng pháp sư đảo đường này, đi gank cũng như là tham gia vào giao tranh tổng. Đấy, thật ra những cái vị tướng pháp sư ấy nó cũng tương đối hòm hòm giống nhau anh em ạ. Thật ra chia cái vai trò này ra thì cũng có những cái vị trí nó đắp sang được những cái vai trò khác, nhưng mà ở thời điểm hiện tại là mỡ đang chia sẻ ở cái điểm mạnh của từng vị trí pháp sư mà thôi. Đấy, thì con Valir thì anh em có thể sử dụng vị tướng này ở vai trò pháp sư đảo đường cũng như là đi gank, bởi vì con Valir nó đã mạnh ngay từ level 1 rồi. Anh em là một vị tướng thiếu cơ động, gặp Valir chắc chắn anh em đi bụi, bởi vì ngay từ level 1 chiêu 1 của con Valir chỉ cần bắn trúng tướng thôi là nó đã reset rồi, và nó sẽ làm chậm và làm choáng anh em. Đến khi anh em lết bạc đếm xuống thì thôi anh em ạ. Đến level 2 thì nó có đẩy lùi, đến level 3 thì nó có cái thanh tẩy trường nó xa hơn, tầm nó rộng hơn. Thôi, nói chung là cái con này bây giờ rank cao vẫn còn đang pick anh em ạ. Họ nói chung là cũng top 3 top pick đấy, ngon anh em ạ. Rồi tiếp đấy là Hằng Nga. Hằng Nga ở thời điểm hiện tại dĩ nhiên rồi là vị tướng thủ nhà đẩy đường và giao tranh tổng.
có thể nói trong danh sách này là Hằng Nga là cái con đẩy đường và thủ nhà dễ nhất anh em ạ, bởi vì cái chiêu cuối mưa tinh thạch của nó tầm thi triển siêu xa luôn anh em ạ. Và bên cạnh đó là Hằng Nga nó còn có được cho mình đó là cái khả năng cấu rỉa từ tầm xa đến từ chiêu 1, tăng tốc độ di chuyển đến từ chiêu 2, và quan trọng nhất là cái con này cướp bùa có thể nói là ngon nhất trong dàn pháp sư ở meta hiện tại ở trong game luôn. Một sấy mưa tinh thạch, một con bùa đi bụi, và nếu như mà dừng bên phía của team bạn lơ ngơ là Hằng Nga là cái con Hằng Nga này đớp cả hai bùa luôn anh em nhá. Rồi tiếp đấy là Vale. Vale là một vị tướng mà cá nhân mỡ cho rằng cái con này ở thời điểm hiện tại bắt buộc phải ở giai đoạn đầu game là phải đi farm và kéo lên. Bởi vì cái con Vale này nó không thể nào mà đảo đường và đi gank được ở giai đoạn đầu game, cũng như là rất khó để mà có thể thủ nhà đẩy đường và giao tranh tổng nếu như không có đồ. Cho nên là cái con pháp sư Vale này là nó chỉ có đi farm và kéo game về giai đoạn late game thôi anh em ạ. Đấy, một cái chia sẻ với anh em là như vậy. Ngày xưa mỡ rất thích chơi Vale, nhưng ở mùa giải thứ 30 mỡ chơi Vale trên đầu ngón tay luôn. Bởi vì cái con này kỹ năng định hướng của nó đã nhỏ, dùng skill chưa chắc đã gọi là chuẩn chỉ và đã trúng. Quan trọng nhất là cần rất nhiều đồ. Đầu game anh em không có đồ, anh em không có stack cộng dồn, anh em đi chậm như rùa, đáp bé như gọi là kiến luôn, không chơi được ở giai đoạn đầu game này anh em nhá. Kéo lết thôi. Tiếp đến là Lunox. Thì Lunox cũng là một cái vị tướng pháp sư mà mỡ cho rằng nó có thể đảo đường và nó có thể đi gank được, nhưng mỡ vẫn sẽ xem Lunox vào một cái vị tướng gọi là pháp sư pha mà kéo game về lết. Bởi vì cái con Lunox này này nó sẽ rất mạnh ở giai đoạn đầu game, và khi mà nó có đủ level và nó có đủ đồ nhá, là nó cộng thêm một cái nữa, đó chính là bộ skill của Lunox là gây sát thương theo phần trăm máu. Đấy, vì thế cho nên là máu của team bạn càng nhiều là cái công kích hỗn mang và cái bộ kỹ năng của Lunox này nó bắn rất đau. Nhưng mà ở giai đoạn đầu game thì Lunox nó đi gank khá là khó, bởi vì cái dam của chúng ta cũng như là cái level scale theo phần trăm máu nó chưa được to, và máu của kẻ địch cũng không đủ nhiều nữa. Cho nên là cái con Lunox này nếu mà anh em định sử dụng nó để đi đánh nhau ở giai đoạn đầu game thì tốt hết là anh em nên dùng những cái con khác, kiểu như là Valir, Aurora hay là Kagura đồ Valentina. Còn nếu như mà anh em muốn có được cho mình một cái gameplay về Lunox mạnh thì tốt hết là giai đoạn đầu game chúng ta nên đi farm một tí, để cho đến giai đoạn giữa và cuối game khỏe, lúc đấy chúng ta làm combo hai chiêu cuối nó đạp to kinh khủng lắm anh em ạ. Rồi tiếp đến là Herit. Herit ở thời điểm hiện tại có người dùng đi rừng, có người dùng đi đường vàng, nhưng mà cá nhân mỡ cho rằng nếu như mà mỡ để chơi con Herit này này thì mỡ vẫn thích cầm cái con Herit này nó đi rừng hơn. Bởi vì cái con Herit đi rừng thì nó sẽ song sinh với cái lượng mana và nó sẽ combo được thường xuyên hơn. Đấy, còn đi đường kinh nghiệm thì anh em sẽ cần phải có được cho mình đó là cái bùa mê hoặc, để mà anh em sẽ có được cho mình đó là những cái nó gọi là cái gì anh em nhỉ? Nó sẽ có những cái gọi là dư giả về mana để mà có thể dùng skill nhiều hơn. Nhưng vấn đề ở đây là nó sẽ không có dam, bởi vì dư giả về mana là chỉ có lưỡi hái hồ quang với cả cái bùa mê hoặc. Nhưng mà dam thì nói thật với anh em, hai cái món trang bị này đầu game nó không được tốt đâu, đặc biệt là cái bùa mê hoặc. Đấy, vì thế cho nên là cá nhân mỡ cho rằng anh em vẫn nên đi rừng với Herit. Anh em chỉ cần cầm bùa tím thôi thì sẽ không quá là cần cái bùa mê hoặc nữa, và từ đó anh em sẽ có được cho mình những cái món đồ xịn hơn và to hơn. Ok, tiếp đấy là chúng ta sẽ có Kazita. Kazita ở đây dĩ nhiên là sẽ là giành vai trò đảo đường và đi gank rồi. Bởi vì Kazita anh em nên nhớ, đôi khi cái vị tướng này nó không được pick để đi mid đâu, nó còn được pick ở vai trò đảo đường là roam nữa cơ. Đấy, thì sức mạnh của Kazita là anh em đã có thể đi đảo đường và gây khó chịu cho team bạn ngay từ level 1 rồi. Combo level 2 nó còn khó chịu hơn. Và combo level 4 là một combo một mạng đến từ tội pháp sư, sát thủ, đấu sĩ với cả xạ thủ. Còn bọn tanker đôi khi cũng xây sầm mặt mày luôn anh em ạ. Kazita thì nó đang là hot pick ở rank cao luôn đấy anh em nhá. Đấy, vì thế cho nên là anh em cứ có thể cân nhắc sử dụng Kazita ở hai vai trò, đó là đi đường giữa, kèm theo đó là đảo đường nha. Rồi ok, tiếp đến chúng ta có Esmeralda. Con này không phải là đi đường giữa, con này cũng không phải đảo đường, con này cũng không phải là thủ nhà, con này là đi đường kinh nghiệm và giao tranh tổng anh em nhá. Thì Esmeralda anh em sẽ chơi theo kiểu Esme lên tanh và cấu rỉa đến từ những cái món trang bị như là gì? Bùa mê hoặc, băng thạch và cái áo choàng tiên tri. Khi mà anh em đã có ba cái món đồ đấy thì anh em vừa biến thành một cái con pháp sư tanh đích thực, vừa biến thành một cái con pháp sư dạng cấu rỉa dồn sát thương và bay vào đám sau. Đấy, vì thế cho nên là cái con Esmeralda này nó sẽ không đi đường giữa, nó sẽ chỉ đi farm ở đường kinh nghiệm, và sau đó về late game là nó sẽ lao vào giao tranh và bắt dàn đám sau. Như vậy thôi anh em ha. Lilia thì vừa mới được sửa lại, dĩ nhiên là cái vị tướng pháp sư này là nó sẽ theo thiên hướng đó chính là đẩy đường, thủ nhà cũng như là giao tranh tổng, với những cái tình huống đặc biệt có thể nói là dồn đam rất mạnh về giai đoạn late game và không cần phải tung ra bất kỳ đòn đánh tay nào, và tầm tung bi cũng ở một cái phạm vi rất xa. Bắt Lilia cũng khá là khó bởi vì cái chiêu cuối của vị tướng này nó có thể giật về phía sau lưng, giật về phía quá khứ cách đó 5 giây. Và bên cạnh đó là cái con Lilia nó vừa mới nhận được một cái lượt boost, đó chính là nó sẽ
giảm đi 50% hồi chiêu đến từ cái chiêu thứ hai khi mà anh em đã đạt được đỉnh cái stack cộng dồn cuối cùng. Cho nên là cái con Lilia này là nó cũng thiên về thủ nhà đẩy đường và giao tranh tổng. Tuy nhiên cái ưu thế của Lilia đấy chính là dồn đa mà không cần phải đứng yên, khả năng thả diều tốt và khó bị hạ gục anh em ạ. Đấy, rồi chúng ta có vị tướng Sicilian. Thì Sicilian chắc chắn rồi, con này anh em phải để cho nó farm, anh em phải để cho nó kéo lên. Chứ đầu game bắt con này đi đánh nhau có khác gì anh em bắt chó đi cầy. Thề với anh em luôn, đánh nhau đầu game đạp yếu vãi hò. Và cái con CC này anh em pick cũng cần phải lưu ý nhá. Team mà anh em mà nhiều lết quá thì anh em đừng pick cái con CC này nha. Đồng đội khổ lắm anh em ạ. Đánh nhau thiếu đam đấy. Team của anh em đánh nhau mạnh đầu game anh em mới nên đi pick CC liền. Còn nếu như mà team của anh em đã có nào là ôn đất, nào là Layla, rồi anh em đi rừng lại còn cái gì, anh em đi rừng lại còn anh em pick thêm con Cyclops nữa, xong anh em lại đẻ con CC liền thì thôi. Game đấy anh em ra đề đi, thua 4 rồi anh em ạ. Và gần áp chót chúng ta có đó là cái vị tướng Luigi. Luigi chắc chắn rồi anh em ạ. Con này là thủ nhà đẩy đường và giao tranh tổng, đánh nhau rất mạnh ở trong những cái tình huống tham gia giao tranh với hai cái bộ kỹ năng trí dương ẩn ký với cả trí âm ẩn ký của mình. Ngoài ra thì Luigi nó cũng là một trong những cái vị tướng pháp sư có khả năng gây đột biến khi mà cái chiêu cuối càn khôn của Luigi nó bay toàn bản đồ được anh em ạ. Cho nên là đôi khi kiểu chúng ta đang đứng farm yên đang lành ở bên một cái bụi rất là thân quen, nhưng mà ngờ đâu trong bụi đấy nó có Luigi, nó bay đến cái bụi đấy mà chúng ta không phát hiện được ra cơ anh em ạ. Trong danh sách này thì mỡ còn thiếu một vị trí nữa, mỡ quên mất chưa đưa vào, đó chính là cái con Novaria, một vị tướng pháp sư mới được cho ra mắt ở trong tựa game Mobile Legends này. Thì vị tướng pháp sư mới nhất, mỡ nhầm, vị tướng pháp sư mới nhất thì Novaria ở thời điểm hiện tại anh em hoàn toàn có thể để nó ở vị trí đó, chính là pháp sư thủ nhà đẩy đường và giao tranh tổng, và thậm chí là pháp sư đảo đường cũng như là đi ganh, bởi vì con Novaria nó rất mạnh ở hai vai trò này. Và Novaria nó cũng là hot pick ở meta hiện tại mùa giải thứ 30 luôn. Novaria nó cũng là vị tướng pháp sư farm kéo lết luôn. Novaria nó chỉ không đi rừng được thôi, và thậm chí là Novaria nó cũng không cần đi mid. Tóm lại Novaria ở thời điểm hiện tại nó đang là một trong những cái vị tướng pháp sư có thể nói là hình mẫu của mọi vị tướng pháp sư còn lại. Thủ nhà đẩy đường giao tranh tổng được, đảo đường đi ganh được, kéo lết được, không cần đi mid cũng được anh em ạ. Đôi khi trong nhiều tình huống cố chấp anh em cũng vác nó đi rừng luôn anh em ạ. Đấy, và trên đây là danh sách 5 vị tướng mà quên mất nhầm, danh sách pháp sư ở mùa giải thứ 30 chia theo từng lane, để cho anh em newbie biết được mà anh em sẽ biết được cái con pháp sư nào nên đi lane nào, con pháp sư nào nên mạnh ở vai trò nào, và con pháp sư nào nên đi gank, con pháp sư nào nên không. Đấy, và con pháp sư nào nên kéo lết. Và hy vọng rằng thông qua video clip này anh em sẽ có được một cái nhìn tổng quan về những vai trò pháp sư ở mùa giải này nhá. Và hy vọng rằng anh em sẽ có được cho mình những cái trận đấu chiến thắng với những cái vị tướng pháp sư đang có ở trong meta mùa 30 này. Hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip sau. Nhớ để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh nha. Peace.